Xin chào các cô, các chú, các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương Lời Bài. Ngày hôm nay em làm video cho anh chị so sánh ba cái mẫu xe hiện nay trên thị trường, cái cùng cái cấu hình nhá. Cái cấu hình cùng nhau và đương nhiên giá tiền bán nó cũng khác nhau. Thì ba mẫu hiện nay bán khá là chạy, đó là Maverick Road Racing R3000 hoặc mẫu Gian SCR2 hoặc là mẫu Twitter Thunder R2000. Ba con này cấu hình tương đương nhau nhé, đều là sử dụng bộ chuyển động của Shimano Clarit R2000, bao gồm tay lắc, gạt đĩa, củ đề sau. Duy nhất con Gian này thì nó nhỉnh hơn một tí là lip của nó sử dụng lip của Shimano, còn lại thì tất cả đều line bắt đùi đĩa các thứ. Thì mỗi một con có một cái điểm mạnh riêng, thì là em sẽ chi tiết cho mọi người và mọi người có thể tự quyết định mua, nên mua xe nào. Thì trong ba con này, về nói về giá đi, nói về giá thì đang giá tốt nhất thì là Maverick Road, là giá Racing R3000 đang niết tại hãng là 10.900.000, Gian là 16.900.000, chênh nhau 6 triệu, con Đơ là 15.200.000 đó, chênh với con Twitter Racing tầm khoảng hơn 4 triệu. Thì em sẽ chi tiết từng con một cho mọi người xem. Tiên chúng ta sẽ làm nói về con Maverick Road Racing R3000. Con Maverick Road Racing R3000 này thì là cái điểm mạnh của nó là ba món. Kể về cái giá nó là tốt nhất, giá rất là rẻ, tầm 10.900.000 thì giá quá rẻ luôn, rất là rẻ. Thì nó được sử dụng khung nhôm không mối hàn này các anh chị. Con này được hãng nó trang bị khung nhôm không mối hàn bản dẹt loại to nhá, khung này nó sẽ đắt hơn khung tròn này. Dây đi âm sườn này, càng của nó càng nhôm nguyên khối này, đó là về cái khung sườn. Về bộ chuyển động thì bao gồm tay lắc Shimano Clarit R2000, gạt đĩa Shimano Clarit R2000, củ đề Shimano Clarit R2000. Con này nó sử dụng đùi đĩa trục rỗng nhá các anh chị nha, đùi đĩa nhôm 2 tầng trục rỗng này. Đó, lip là lip của Sunshine, đó, xích thì của một bên thứ ba, Sumix, đó, bánh bản cao 4 phân. Đó, khung nhôm không mối hàn và ghi đông của nó ghi đông nhôm bản dẹt, rất là đẹp luôn. Về tầm giá thì nó là tối ưu nhất, chất lượng khá là ok ở trong phân khúc giá. Cái màu mè cũng rất là nhiều màu, nhiều sự lựa chọn. Đó. Tiếp theo thứ hai là em xin nói về con Gian SCR2. Con này thì hãng đã đang niêm yết là 16.900.000, giá là một trong những ba con này thì giá cao nhất. Thì con này được cái là khung vẫn là khung nhôm, dây âm sườn nhưng không vẫn có mối hàn nhé. Đấy, con này thì vẫn có mối hàn này, kể cả càng nó vẫn có mối hàn này. Kể về mỹ quan thì là không được đẹp bằng con Maverick Road. Đó, khung nhôm thì dòng nhôm này nhôm siêu nhẹ. Đương nhiên của hãng Gian thương hiệu lớn thì nó có thể là chất lượng hơn không thì không rõ đâu. Nói chung là về khung nhôm để hỏng được rất là khó hỏng luôn. Con này thì bô tăng của ghi đông tròn, không phải bi đông dẹt. Đấy, con Maverick Road ghi đông dẹt thì cầm cảm giác cầm nó sẽ sướng hơn. Tay đề của nó thì như nhau, Shimano Clarit R2000. Gạt đĩa Shimano Clarit R2000, củ đề sau giống nhau. Con này thì nhỉnh hơn một chút là cái lip nó được lip của Shimano. Lip Shimano 8 tầng này nó vào khoảng, giá thị trường hiện nay nó vào khoảng 450.000 một chiếc. Thì lip nó sẽ chênh nhau khoảng, so với lip Sunshine nó sẽ chênh nhau khoảng gấp đôi tiền, sẽ chênh nhau hơn 200.000. Như đùi đĩa con này mới được đùi đĩa trục cốt vuông. Đùi trục cốt vuông thì bao giờ cũng rẻ hơn đùi trục cốt rỗng rất là nhiều. Con này đùi trục cốt vuông đạp sẽ không thể nhẹ bằng đùi trục cốt rỗng được. Cốt rỗng thì cốt vuông nó lại rẻ hơn khá nhiều tiền. Một bộ cốt rỗng thông thường giá thị trường bây giờ nó rẻ nhất thị trường nó cũng phải tầm 1.3-1.4 triệu. Đấy là rẻ lắm. Chủ cốt vuông nó vẫn dao động từ khoảng 400.000-500.000 một bộ. Tầm 500.000 bộ là đắt lắm rồi. Đó, bánh trước sau bản cao 3 phân. Con này bản cao 3 phân thôi. Yên này yên Gian. Đó, đây là cái con Gian mà giá này nó đắt hơn cái kia tận hãng khác. Thì nó đắt hơn tận khoảng 6 củ cơ. Đây là khung nhôm. Về khung nhôm thì đi hỏng được thì rất là khó. Các anh chị đã bao giờ, anh chị nào đang đi hỏng chưa? Còn đây là về thương hiệu thì nó là thương hiệu lớn rồi. Thương hiệu này của Đài Loan thì các anh chị cũng biết đến nhiều. Đó, tiếp theo, Twitter Thunder. Twitter Thunder này thì về giá, thì giá của nó là 15.200.000. So với cả thằng Maverick Road thì nó đắt hơn hơn 4 triệu. Con này thì so với Gian thì nó lại rẻ hơn. Điểm mạnh của con này là gì? Được khung sườn carbon nha. Đấy, so mạnh hơn hai con kia, con Gian và hẳn Maverick Road đều là khung sườn carbon. Vì vậy nó đắt hơn là đúng thôi. Nó đắt hơn con Maverick Road là khung sườn carbon. Ghi đông cũng ghi đông nhôm bằng dệt. Nó giống Maverick Road. Con này thì ghi đông giống Maverick Road. Đó, con này hơn được cái là phanh Techo thì đắt hơn phanh kia, thì phanh của Maverick Road nhưng mà phanh của Gian một chút. Phanh Techo này đắt hơn khoảng tầm tầm 100.000 gì đó. Đó, con này bán bản cao 4 phân. Và con này điểm tay lắc của nó cũng là Shimano Clarit R2000 này. Gạt đĩa Shimano Clarit R2000, củ đề Shimano Clarit R2000, ba tương đương với cả Maverick Road, đùi đĩa cũng Richo Beck chuột rỗng là cấu hình là tương đương Maverick Road.
Đó, hơn Maric Rose là cặp bánh của nó là bản cao 3 phân như đùm nó nổi to hơn. Đùm con này còn bánh của thằng Thunder thì ngon hơn. Ngon hơn Maric Rose, ngon hơn cả bánh cả da luôn về cái độ ngon độ trớn bởi bánh nó là bánh bạc đạn. Con này thì đứng đầu bảng về so với trong ba con gian, con Maric Bros và con Twitter thì con này về tất cả phụ kiện gắn trên xe tổng thể thì đứng đầu bảng, ngon hơn. Như về khung sườn cũng thế, về khung sườn thì đương nhiên là đắt hơn hai con kia rất là nhiều. Một khung sườn nhôm có sản xuất ra bán ra giá thành đắt thì cũng chỉ khoảng tầm 5 triệu là đắt lắm rồi, nhưng một khung sườn carbon mà có sản xuất rẻ nhất trên thị trường về 7 đến 8 triệu, 8 triệu là rẻ lắm rồi. Lên cái khung sườn nó đắt ở phần khung sườn đó. Thì lên cái con xe này thì điểm cộng của nó thì là cấu hình tương đối ổn, đủ dùng cho chúng ta đi tập thể dục thể thao. Khung sườn thì khung sườn carbon nên trọng lượng của con Twitter Thunder là trọng lượng nhẹ nhất đó. Thì trong ba con này thì con Twitter Thunder cối nổ to, cân nhẹ đó, mẫu mã thì phải nói là đẹp nhất, bởi khung carbon bây giờ cũng đẹp nhất rồi đó. Thì trong độ bền thì đương nhiên carbon thì nói độ bền thì không thể bền bằng khung nhôm, còn nếu mà về độ đẹp thì nó là đẹp nhất đó. Vừa rồi là ba cái mẫu xe mà cùng một cái cấu hình mà giá tiền nó cũng khác nhau, thì các anh chị đi mua xe tự cân nhắc, tự cân đối và mình thích cái nào thì mình chọn cái đấy. Em thì cá nhân em, nếu mà anh chị thích độ bền mà thích không phải giữ gìn nhiều thì có thể lựa chọn Maverick Road, giá nó hợp lý bởi vì giá tiền nó rất là rẻ. Hoặc là các anh chị thích đẹp mà hợp lý hai thì có thể lựa chọn con Twitter Thunder. Anh chị thích thương hiệu lớn đấy, mua theo thương hiệu, mua niềm tin mình ở thằng này nói chuyện, tao không biết được cấu hình như là tao không biết khoác loác, mày sợ khoác loác thế nào tao không tin được, thì anh chị chọn đến thương hiệu gian. Thương hiệu gian thì giá 10 triệu, 1.900.000, khi mua thì thường sẽ được giảm 10%, nói chung là cũng được khoảng 1.600.000 nữa. Tính ra là nó cũng sẽ sau giá sau giảm nó sẽ về gần bằng giá thằng này, nhưng nó được hơi thua thằng này của khung sườn thôi. Chất lượng khung sườn con này thì nhẹ hơn con kia rất là nhiều đó. Vừa rồi là cái so sánh của em về ba mẫu xe hiện nay bán chạy trên thị trường. Các anh chị nếu mà thích mẫu nào thì hãy để lệnh luận của mình bên dưới. Xin cảm ơn các anh chị.